Con chào bài thức Bình Rạch Giá. Tao mới gặp giả mấy tháng trước. Nè, mày mà nói mày là con Hai Thảnh hả? Là giả cưng mày như là cưng trứng vậy đó. Bởi vì giả với Hai Thảnh ông già mày á, hồi đó là làm cách mạng. Mà tụi tao đâu có biết. Mày cứ hỏi chuyện ông già mày ở chết sao thì giả nói cho mày nghe. Giả là hai thứ tàu ta. Thành ra là giả giỏi dè kêu luôn. Chú, vậy bây giờ làm sao mà tìm được bác Bảy Thức gì đó chú? Tối qua nhà ông Bảy chơi mày. Nổi không á? Nổi nữa. Nhà ông sao? Ông ghê lắm á. Tao chứ, mày bao á. Dạ, tao có số nè. Dạ. Nhưng mà lấy xong á phải trả lại nha. Vì dạ, giả bán thuốc bắc đó. Con mất không đó ông con? Lui vô đây là đảm bảo. Hiện đại coi chừng hại điện đó con. Dạ. Ủa mà mày tên gì? Mà hồi nãy giờ chú Hai quên hỏi mày. Mày làm gì mày? Dạ, con tên là Sơn. Con còn đi học. Dạ. Còn má mày? Má con mất rồi. Sơn có tìm gặp anh chưa? Rồi. Hai Sang chỉ là người của một thời. Hơn nữa, với một người trọng nghĩa như Hai Sang thì khó mà moi được gì. Mặc dù ông ta có biết đôi chút gì đó về sách, huống hồ chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Nếu vậy cũng không thu được kết quả gì sao anh? Có chứ. Cuối cùng thì Hai Sang cũng cho biết một người chiến sĩ cách mạng lão thành hoạt động mật cùng với cha Thành Sơn, đó là ông Bảy Thức, hiện đang sống bằng nghề bốc thuốc ở Rạch Giá. Thưa anh, tại sao phải quay về chừng ấy năm để phá án? Có một lý do rồi các bạn sẽ hiểu. Đôi khi luật pháp cũng phải cân nhắc đến cả một quá trình thì mới thấu tình đạt lý, mới đúng người đúng tội, không oan sai sót lọt. Đi hả anh Bảy? Tôi mà không nể mặt anh á là tôi đập cái thằng bản già của anh một trận rồi. Mày muốn cái gì? Kèo đang thơm mà anh bỏ anh đi. Anh hỏi tôi muốn gì à? Bây giờ thôi nè, bây giờ tao nói mày nghe nè. Mày muốn làm á thì mày kiếm người khác đi nghe Tư Lê. Chứ tao bây giờ cũng lớn tuổi rồi, tao già rồi, tao không làm được nữa đâu. Tao giải nghệ nghe. Vậy thôi. Với lại Tư Lê nè, tao nói cho mày biết là bây giờ tao già rồi, cái mắt cái mũi tao nó kém lắm. Thôi nha, tao dạy nghề vậy ha. Anh Bảy, anh không đi đâu hết. Tôi gài kèo, anh luộc 73 y như vậy. Mẹ nó, mày đừng có dồn tao quá nghe Tư Lê. Kìa anh Bảy, tôi biết anh một thời giang hồ nổi tiếng cùng với một thằng cha võ sư nào đó khắp lục tỉnh miền Tây bài tới Nam Giang. Xưa rồi anh, nhưng lịch người ta nghe đi nghe lại nhiều lần cũ rồi. Tụi bay có dọn dẹp đồ đạc lại đàng hoàng cho anh Bảy nghe chưa? Dạ đại ca. Dạ đại ca. Mà anh Bảy ngồi. Sao? Đồ đạc đúng chỗ chưa anh Bảy? Nó giống như á là nó thuộc lòng y như ở trong nhà anh luôn vậy. Anh á mà ho ở một cái là nó biết hết.
anh Bảy? Hay là anh cần tụi nó canh cho anh ngủ không? Không cần hả? Trễ thôi, vậy để cho hai tụi nó về ha. Ừ. Vậy hả anh Bảy ha? Ngủ đi. Chú mệt không? Không, chú chỉ nôn tới nơi thôi. Còn chừng 10 cây nữa thôi. Mấy đứa có mệt muốn ghé quán nào thì cứ ghé nghe. Dạ, mệt thì ghé nghe bác Tài. Dạ. Chứ tôi hả, không có mệt đâu. Dạ. Để cho anh Bảy thức không mất tự nhiên, lát nữa xuống mấy đứa cứ giới thiệu chú là nhà văn nghe. Dạ. Dạ thầy mới về. Dạ để con cầm. Hôm rồi có ai hỏi ông không? Dạ không ạ. À. Thầy đi có mệt không ạ? À? Chú ơi. Không đâu con. Vé số đi chú. Chú không mua. Chú. Chú không mua đâu. Chú ơi. Công nhận á, nguyên cái giải này á, chỉ có cái quán này á, tôi thấy được. Con đang gì chưa? Dạ chưa. Chú nói hả, lên mấy cái quán trên kia kìa. Trời ơi, bán mắt mà ăn không có ngon. Ừ. Con ngồi đi. Đây bà, nghe nói con buổi sớm á, chuẩn bị đám cưới đúng không? Đúng rồi. Dạ con ở đâu? Mà hình như á. Dạ nhà con ở xa lắm. À, nè, ăn đi con. Dạ cảm ơn chú. Ăn đi. Dạ. Mình ngồi đây nghe chú. Ăn từ từ không thôi mắc nghẹn. Chú muốn ăn món gì cứ gọi đi. Con cũng mới vừa ăn trưa xong. Trời ơi, sao cô Lệ Lệ không nói? Dạ, tôi cũng mới ăn rồi. Cảm ơn cô nhiều nghe. Không sao đâu, chú đừng có ngại. Chú gọi đi mà. Dạ chú, chị ăn gì ạ? À? Cho chú sườn bì. Dạ rồi ạ. À. Trà đá luôn nha con. Cô Lệ Lệ cứ cho tiền tôi hoài, tôi biết làm sao trả ơn cô đây. Con bé Hai chắc lớn lắm hả chú? Nó có gặp chú không? Nó giờ đẹp lắm mày ơi. Nó gặp biết cái thằng cha gì đó, tao quên mất mẹ rồi. Nói cái quên ngang, mà nó đẹp mà nó sang lắm, nó ở thành phố. Có lần tao gặp lại nó tên cô Lệ Lệ gì đó. Đồ ăn ở đây họ nấu rất ngon. Hợp khẩu vị. Bởi vậy con mới mời chú tới dùng. Dạ. Có ai ở nhà không? Cho hỏi, có ai ở nhà không? Dạ xin lỗi anh tìm ai ạ? À? Đây có phải là nhà Bảy Thức không anh? Dạ anh có hẹn trước với thầy em không ạ? À? Không, xin lỗi phiền anh vô báo là có người quen cũ cần tìm. Dạ. Dạ thầy em xin lỗi, là thầy em đang bận ạ. À. Em cứ vô báo là có hai thảnh ở Campuchia về. Dạ. Ai vừa xưng danh hai thảnh vậy? Bác Bảy, con là con của ba Thu. Trời. Với là hai thảnh. Mày là con ba Thu à? Trời ơi,
Mày giống cha mày quá vậy hả? Nè chú. Bé hai. Anh Sách. Mình vô nhà đi anh. Anh ngồi đi. Ngồi đi. Đem cất túi sách cho. Thôi, không cần đâu. Anh sao vậy? Anh đâu có sao. Nhà của em à? Em làm gì có số tiền lớn mà mua căn nhà này. Anh có mệt lắm không? Thôi, anh đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi, đưa cái giỏ em cất cho anh nha. Tôi cặm cụi ghi chép hết lại cái chuyện của cha thằng Sơn bị giết, cả cái chuyện của anh Hai Phi Hùng. Nhưng mà chuyện của anh Hai Phi Hùng á, tôi chỉ nghe kể và ghi lại thôi. Quan có đầu, nợ có chủ. Hai Săn về trước á, đã bán đứng Hai Thảnh, chẳng qua cũng là vì chuyện hiềm khích cá nhân. Ba của mày với chú là kẻ thù. Tôi còn nhớ đại lực sĩ Hà Châu, rồi anh Lý Lăng Sơn nữa. Dạ. Cùng một số người khác. Thì họ sống bằng đơn thuần nghiệp võ thôi mà. Dạ. Nghe nói đâu anh Hà Châu cũng vừa mới mất. Dạ, anh nói anh Phi Hùng là anh Phi Hùng nào ạ? À, đừng có lầm. Giữa Hoàng Phi Hùng và Hai Phi Hùng, Quan Phi Hùng mới là võ tuồng, còn Hai Phi Hùng á là dân Sơn Đông, tài hoa, có bà vợ đẹp nổi tiếng đó. Ủa, quý khách nào đây? Anh là... Tôi là ông xã của Lệ Lệ. Anh nói gì kỳ quá vậy? Ờ, anh đây là... Tôi là Hai Tâm, anh trai của Lệ Lệ. Anh trai của Lệ Lệ. Anh vợ, xin chào. Uống nước đi anh. Nè, xin mời. Lệ Lệ, sắp tới giờ đi làm rồi đó. Mà em có nhớ tối nay hứa gì với anh không? Tối nay em bận việc nhà rồi. Sao kỳ vậy? Thôi, tùy. Anh đi ạ. Đi nha anh vợ. Chuyện này dài lắm, có gì em sẽ kể cho anh nghe. Anh đã trải qua những ngày tháng tận cùng của đau khổ khi không có em bên cạnh. Thôi được rồi, bây giờ anh ăn đi, để nó nguội hết, ăn không có ngon. Trên công chúa yên lặng cúi đầu tân theo lệnh sâu. Đừng đem ngọn lửa kia mà thiêu quỷ một quỷ quen. Đừng đặt thờ lưng thanh kiếm thép. Cũng xin đừng... Ê, ông già, gì ạ? Gì ạ? Tụi bay là ai? Hả? Qua đang đi là phải để cho qua đi. Qua đây mà lôi lại là có chuyện rồi nha. Tụi bay là ai? Muốn cái gì? Mày biết tôi lè lại không?
Tư Lê, nó là con mẹ gì mà nhắc tao ngứa lỗ tài quá. Mẹ, dừng lại. Mẹ nó hả? Người ta đáng tuổi cha tuổi chú, tụi bay cũng không tha nữa hả? Giang hồ con mẹ gì kỳ vậy? Giang hồ Tư Lê đó. Tư Lê hả? Kêu Tư Lê tới đây gặp tao. Liệu hồn hay ông đó. Giọt lẹ thôi. Rồi bỏ đi mày đất. Ông Mạnh của em đâu rồi? Em sao vậy? Anh là anh trai của em, anh là chồng của em, khác nhau, có gì phải khó chịu? Anh học cách móc họng ở đâu ra vậy? Móc họng hả? Cô có được ngày hôm nay là do ai mà cô lại dở cái giọng đó? Bây giờ anh đang khóc kể đó hả, công tử miền Tây? Tôi không có khóc kể gì hết á, nhưng tôi bực cái cách cư xử của em thôi. Anh bực, anh khó chịu lắm hả? Anh bực đến nỗi không nhận ra anh là ai, hay là anh đang ghen? Lạ anh nha. Ghen là ghen sao? Hả? Anh là anh của em hả? À mà phải hả? Tôi ghen với thằng nào mà ngủ với cô thôi. Còn anh vợ mà ghen, ghen là ghen cái gì hả? Nhưng mà thôi, hành động của cô á nói lên hết rồi. Nếu mà cần tôi á thì liên lạc với tôi, không cần thì thôi. Ý anh nói gì? Cần là cần cái gì? Thôi được, nếu cô hỏi thì tôi cũng nói thiệt luôn. Thí dụ như là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền mua sắm, tiền cho cô chứng diễn, đủ thứ hết luôn ha. Có gì liên lạc, cần thì liên lạc. Nói đi. Nói cái gì? Tôi đã nghe hết rồi đó. Cũng phải thôi, tôi thòi thóp gắng gượng. Chính Tư Dịnh là người chìa tay kéo tôi lên. Tiền trao thì cháo múc thôi. Em nói cái gì? Tôi xin lỗi. Em chấp nhận hết tất cả để có được một niềm tin, chỉ một thôi. Và bây giờ nó đã đến. Cho em niềm tin đó hay không là tùy ở anh. Cái giỏ của anh đâu? Hả? Cái giỏ của anh đâu? Quẹm đó, quẹm hết đó. Em đừng hỏi gì hết, đừng bao giờ hỏi. Chừng nổ năm, anh cũng chỉ chờ đợi phút giây này.
Anh đã giữ nó gần 15 năm. Em có còn nhớ ngày còn nhỏ em cầm trái lựu, em đã nói gì với anh không? Những hạt lựu của má anh cho em bây giờ đã biến thành ngọc thật rồi đó. Bác hai nói là để hai bữa nữa là hạt lựu ở trọng á nó sẽ thành ngọc. Nếu mà nó thành ngọc em kết một sợi dây chuyền bằng ngọc luôn. Ngọc gì mà ngọc, ăn đi. Mà mày thích dây chuyền ngọc hả? Để đó anh mua. Thiệt hả? Anh sắp hứa nha. Ờ. Em quay lại đi. Lấy để dành tặng riêng cho em. Tư. Dạ, dạ chào anh. Lẹ lẹ đâu mà chứ ngồi một mình mơ màng vậy? Anh ngồi đi. À, ừ. Dạ anh dùng gì ạ? Cho anh cà phê. Dạ. Ừ. Sao, bộ hai đứa giận nhau hả? À, đâu có, giận dỗi gì đâu anh. Chứ sao? Em á, em thương lẹ lẹ muốn chết vậy đó. Cái gì cũng có thể tha thứ được hết. Yêu có nghĩa là không bao giờ ân hận phải không anh? Mời anh ạ. Ừ, cảm ơn em. Dạ. Chú mày cũng muốn đi. Dạ, mời anh. Phải nói nghe, lề lề mà không có chú là không có ngày hôm nay. Đã mang tiếng trượng phu rồi, chú xử đẹp như vậy á, tôi chịu. Để tôi gặp nó rồi tôi nói chuyện. Ê, nè, anh đừng nói với Lệ. Lệ Lệ khó tính lắm mà. À, thôi được rồi. Chú ngồi uống cà phê nha. Tôi qua bên kia tiếp khách một chút. Dạ. Vậy nha, tôi đi ạ. Chào anh. Chào chú. Căn cứ theo những mẫu chuyện rời rạc của ông Bảy Thức thì ta có thể nghi vấn Sách là con trai của một người nào đó cùng thời với Hải Sang. Quan hệ của họ trên cả thân tình, tạm thời cháu để cho Thanh Sơn thay vào vị trí của cháu. Vì lần tiếp cận vừa rồi Hải Sang tỏ vẻ mến nó, bởi vì nó là con trai của anh Hải Thảnh. Thưa chú, nhưng mà con thấy Thanh Sơn còn non nghề quá. Không như cháu tưởng đâu. Còn phần cháu, ra soát lại tất cả những thành viên trong băng nhóm của Phú Lửa, xác định xem chúng là đồng bọn của Sách hay chỉ là những quân cờ mà Sách sử dụng trong nước cờ mượn gió bẻ măng ở nhà Kiềm Báo. Rõ. Uống đi. Dạ, cảm ơn bác. Mày là thằng nào? Dạ, con là đàn em của anh Phú. Đàn em? Nghe mà thấy nhục. Ta tưởng tụi bay kết thân với những người có ăn có học. Ai ngờ kết thân với cái thằng ăn cướp, vậy mà cũng khoe. Nó mà nghe tao á
thì đâu đến nỗi mà thiệt thân. Cha nó chết từ lúc nó còn nhỏ, một mình tao còn còn để nuôi nó. Nghĩ mà tức thật. Hôm rày có ai ghé thăm anh Phú không bác? Ai ghé? Cột chết để gia, người ta chết rồi để tiếng, ai cũng sợ liên lụy, ai mà ghé chứ. Bữa hôm tao nghe hai ba thằng nó kéo vào trong nhà nó xì xầm, nó tưởng là tao ngủ rồi, nhưng mà tao nghe hết. Đợi tụi nó về tao mới kêu thằng Phú nó ra. Nhưng mà nghịch tặc là nghịch tặc à mày ơi, nói riết à mà nó có nghe tao đâu. Vậy là bác biết hết hả? Sao không? Nó ép cái thằng ở đợ nhà ông Kim báo ra mở cổng, rồi là nó vào nó giết cả nhà. Dã man thiệt. Tao định đi báo nhưng mà nó vừa mới về tới, nó nói nó bỏ cuộc rồi. Vậy là tao không có đi nữa. Tao mới thôi, không thì bữa hôm đó người ta còng đầu hết cả lũ rồi. Cái người làm công đó là đàn em anh Phú luôn hả bác? Mày nói riết rồi mày cũng không hiểu hả? Nó dụ cái thằng làm công ở nhà ông Kim báo ra mở cổng, vậy rồi tụi nó vào nó giết cả nhà luôn. Dã man không? Nghe đâu thằng nhỏ nó cũng chống lại. Dạ con hiểu rồi. Anh đã bị bắt. Anh Sách, có chuyện gì vậy anh? Không sao đâu. Bà mẹ, mấy cái miếng nem này với mấy trái xài tượng rồi chấm nước mắm đường thì hết biết luôn. Mấy thằng bây giờ chơi mỗi thằng một ly, coi nó sang nhưng mà không có tình cảm, đúng không? Coi vậy à? Chứ mấy anh em người ta ngồi ngồi quanh mình đông lắm con. Con gái mà mày làm như là phải kiếm một cái. Thích là có hả? Nhỏ nào đẹp. Ăn quậy mày. Tự. Dạ. Mày. Ừ, dạ. Sao? Mày thấy bài thức sao? Có một chuyện mà bác Bảy nói về chú Hai. Tao hả? Sao? Bác Bảy nói chú Hai bị ép quá nên mới khai chỗ ba con. Được vậy thì tao cảm ơn bác Bảy mày nhiều lắm. Nói thì không ai tin, nếu tao đành phải im lặng chừng đó năm, tụi nó sẽ giết tao nếu tao không chịu nói cái chỗ ba mày. Còn một chuyện đáng chú ý là bác Bảy nói về cái chết của bác Hai Phi Hùng. Thì dạ lúc đó bên Miên đâu có biết.
Bác bậy nói. Sợ gì bác hai Phi Hùng chết là vì tư thù cá nhân phải không? Đúng, bác bậy mày nói đúng. Hai Phi Hùng không bao giờ ăn cướp. Đêm đó rõ ràng có người báo là có bà đẻ đang trở bụng nên bác hai mày mới mà thôi. Chuyện qua rồi, chú không được cắn can, chú phải kể tiếp. Bác hai mày bán thuốc cao đơn hoạt tán, có biết gì về đẻ chữa đâu. Nhưng mà gấp quá rồi, ông cũng khăn gói lên đường đi cứu người. Cái lúc vô đầu xóm cũng tầm giờ này nè, mà lúc đó thì vắng lắm, xa lắm mới có một cái nhà. Mà cái tật của ông á, đi đâu cũng có cây nhuyễn kiếm thắt quanh hông vậy nè. Vậy thì thử hỏi, dễ gì mới rờ được tới cái móng chân của ông. Ai ném đá dấu tay vậy chú? Sau này tao mới biết là thằng Sáu Trăng nó giàu có vì buôn thuốc phiện từ Cao Miên về. Bác hai mày biết, nó dụ ổng đi theo không được nên nó làm thịt luôn. Sáu Trăng? Ừ. Trời cao cũng có mắt, gia đình Sáu Trăng về sau cũng bị tuyệt tự luôn, rồi tôi cướp vô giết sạch. May mà hôm đó thằng Sách nó không theo anh đi chữa bệnh, không thì chắc thằng Sách cũng không còn sống đến giờ. Xem con chưa ngủ. Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Em phải tin anh chứ. Anh Sách, em yêu anh. Em có thể hy sinh cả mạng sống này để được ở bên cạnh anh, nhưng em không thể nào chấp nhận anh nói dối. Anh không lừa dối em, chỉ là anh chưa nói được. Vậy thì em sẽ chờ như em từng chờ đợi anh. Anh cảm ơn em rất nhiều vì điều đó, nhưng đây chưa phải là lúc mà hai chúng ta đoàn viên. Anh có một điều kiện. Anh nói đi. Anh sẽ giải quyết nợ ơn nghĩa với Tư Dịnh để cho em được tự do. Số tiền anh để lại, em đi tìm một nơi nào đó rồi sẽ trở về. Anh làm gì em cũng nghe theo, nhưng mà anh định đi đâu? Em biết anh mà. Anh muốn một khát vọng làm người, làm người một cách đúng nghĩa. Cho tới bao giờ anh mới làm người đúng như mà anh mơ ước? Em tin anh đi. Cũng không còn lâu nữa đâu. Khi mà anh tỉnh táo hoàn toàn sau một cơn ngủ mê, sao nhanh vậy? Chào anh. Mời ngồi. Tôi nghe anh gọi là tôi chạy liền. Anh Tư, trước tiên tôi cảm ơn anh. Trời ơi,
Sao ai cũng nói với tôi cái kiểu này. Bỏ đi, chẳng có gì phải bận tâm hết. Nhưng tôi chỉ xin anh là... Mẹ cho hỏi anh cái gì vậy? Cho tôi cà phê. Dạ. Nhưng tôi chỉ xin anh kết hợp cho tôi với Lệ. Và đừng làm cho cổ phải khổ. Thì tôi rút lui mà không phải vướng bận gì. Anh cũng là dân miền Tây, chắc anh hiểu. Ân đền quán trả. Tôi xin hứa những điều anh yêu cầu. Nhưng tôi cũng xin anh đừng từ chối. Không thì anh cứ coi như là giữ giùm tôi. Giữ gì? Một khoản tiền tuy không thể coi là xứng đáng với tình nghĩa của anh, nhưng cũng có thể tạm coi là báo đáp. Anh giữ giùm tôi. Anh cũng thương Lệ Lệ thật lòng có phải không? Thôi được, tôi chẳng giữ gì hết. Nhưng tôi chỉ xin anh một điều kiện, chắc anh cũng chẳng hẹp hòi. Anh nói đi. Dạ mời anh Dung ạ. Thường thì sao tình yêu là thù hận, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được một tình anh em. Tôi chỉ xin anh thỉnh thoảng cho tôi ghé thăm Lệ Lệ với tư cách là một thằng anh. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Anh cứ tự nhiên. Từ bây giờ mình sẽ là anh em. Anh vừa mới gặp Tư Chỉnh nói chuyện xong, anh ta có vẻ vui đó. Nhưng mà trong ánh mắt của anh ấy không thể giấu được nỗi buồn. Tư Chỉnh là một người tốt. Nếu anh ấy có tới thăm em thì em cứ giữ gìn mối quan hệ nghe. Em bỏ gì vô giỏ của anh vậy? Cái này là của em, sao em không cất đi? Cất đi. Anh nghĩ chừng bấy nhiêu năm em chờ anh để chờ số vàng này sao? Trong đầu các người đang nghĩ gì về tôi? Một con điếm hám tiền. Tôi đã phủ nhận Tư Dịnh trong phút chốc để đến với anh vì số vàng này hay sao? Hai người đã thỏa thuận với nhau để ngủ với tôi có đúng không? Cũng như dàn xếp trận đá banh. Ok, được rồi đó, anh có thể đi rồi đó. Cũng không cần anh trả công cho tôi đâu. Tôi không cào giải đến mức đó đâu. Anh đi đi, đi đi. Im đi, em chẳng hiểu gì hết cả. Thôi được rồi, tôi nói cho em nghe, cuộc đời đã cướp đi của tôi hạnh phúc, cướp đi tuổi thơ và cả tình yêu đầu đời của tôi nữa. Phải, tôi là một tướng cướp, nhưng mà tôi cướp không phải vì tiền, mà tôi cướp chỉ vì muốn trả thù cuộc đời này thôi. Không ngờ gặp lại em đã quá muộn rồi. Em có biết không, ở ngoài kia cảnh sát đang săn lùng tôi như một con chó. Tôi sợ liên lụy đến em nên mới phải rời xa em đó. Nhưng mà rồi tôi sẽ về. Đưa em đến một nơi nào đó, em có chờ tôi hay không thì tôi cũng phải chấp nhận. Anh Sách, anh Sách, anh đi đâu vậy? Anh Sách, anh Sách, anh Sách. Anh Sách, mẹ
là vì cái gì hả Lệ Lệ?